mình bà ngày thì 21 khai thân sang bị bọn đọc bẩm nơi phút dưới tháng kể lên bà sạc bì bà miên cả đếp trong các vị thi môi bà đây là bọc rộng hôn kê dù ạ bà đọc bây chẩm biệp chung từ đó xa thì đã chôn ở bà chiếp thà ta ở vây tới đại khai thác kê dù ạ bà kê dù ạ cứ chưa rộng hôn môi từ tua bạch trăm đảng đám chuyên mô kê nơi Campuchia bà chân rộng hôn kê dù ạ ní bà miên bọc bây sao thua chi bạch trăm chiêng sai sập năm nơi bà tê sân hạ bò rấy bà khi chú áp ban phụng rích à chi bị cam rồi bọc luôn nơi khu nông vật tế Campuchia đào miền ca châu ruông pi nẹ vi tình dụng khám ai nâng sân hạ bò rầy miền hàng bằng trăm chỉ trán nơi khu nông vật tế Campuchia bọn ta trán khu nông trầm nông hàng bằng trăm tiền đúc mình ban cho bằng chi tế bà đòi lại hàng bằng trăm rồi bọc khi chú áp cứ miền ca bọc cho bằng chi mẹ ở nhà ban trăm trớ bà hỏi từ tôi score cho bằng luôn nâng miền tầm lúc chất đó là tệ chuẩn bà khi chủ áp cư chỉ cầm hôn bản trang sắp cho bác thị buôn đại ban cho bậc chi chỉ môi cơ su và địa chỉ cam cầm lạ sẽ nhà khi chủ áp nâng ban tập tour ở nhà ban chi bậc cam tập tour bản trang nâng tinh lụ rốt dân bậc trăm nâng chi bậc cam tập tour prạ tiệp hộ lụ bậc tiên lê sôn đọc ho vô ho so ho vô họ cho thay thì sao để mỗi khai mini năm bị bỏ đắp bị cơ xuống sẽ cách nền ràng thổ khi sự áp ban bao ai đầm đá cá miền cài lại gần đá bọc luôn được tìm cầu phục bình đã miễn ở sai tháng sân nơi ở kia bên địa chỉ cam cổ rê lâu lê pi rồi chất sợ bốn sân cắt lê sạc khăn chẳng cả môn nơi thay thì mỗi khai cả đá năm bị bỏ đắp chứ mỗi được xây và cam bằng trăm đột dân mật tố cứ đương ở làng cá sắp bởi rẽ ế lịch tình lịch xếp xếp bà đại miễn ạc tra ca prạc tam cô ca đại ban sẽ bắt bằng cầm mập chịu xét ca thay ra xa sở vật hiếp trọc bằng trăm sầm ra bà thể chôn cư chỉ chăn tiện là bọc cầm hồn bà cầm hồn khe dự áp cư chỉ cầm hồn mùi đại tờ tua bằng trăm đại miễn bà sức tập hiếp bằng phót bà hỏi cầm hồn đi cư tha miễn phó bà giao bà phó bà giao bì ca tình sự là chi vực cam bà cư tha miễn còn lộ brand name bà này thà còn lộ brand name hơi có quạt nâng miền bộc lực từ tầm nút mầm rong mà xâm rạp ca nghe brand name này bà chân bà này thà phó bà giáo bì ca tinh sất phở chìm cám nữa cứ thà miền chung mưu dì hào đà miền kê skoa rùi hào nâng miền ả tệ chôn skoa sạp tập tua bàn ca chua chôn chơi rên nâng ca chắp đám nâng đồng nà ca phở chìm cám prôm thèn ca cướp krong ả chìm cám tập tua bàn chùm nuôi nâng ca phở tìm xá marketing nâng cao sắp xài từ tua ban ca phát xa dự bó nâng cao bản đồ mà đá nâng cao chua chung trên chưa bản tọp tuộc từ tua ban tuân viên dự bản thái của nông cầm rất ạt ra ca bản tiếp cắt bản thoi hai nửa phấy chỉ môi nâng lật tập hò chỉ môi nâng lật tập hò ai chỉ có đăng môn và ẩm nát nê ca tinh chỉ cấm ở đó mà phía bà quốc bà chế nâng ạt ra chúc chế khắp buộc nông ca xuyên tư đần đàm dự tìm xa và hai lẽ khăn đã bây giờ tôi ban ca tinh sật bị xe chi kia nó cứ là trâu miên tôi sẽ nạp say xâm rạp ca đi chậm rán dụng vái trâu miên đang tuân to luôn chắc bị bị mơn pram quan lang tới ba ơ xong là chia sái mà phải pram mơn bà trâu tay cổ rốt nâng ăn ở lòng tam sức bắp chỉ thô là miên bỏ hiểu thảo bà trâu tay cổ rốt nâng ăn ở bọt ở bàn cốt mốt tạp bật than nâng bật bật ca stong đa bọc rộng hôn khê dụ ạp bà chúng cầm hôn kê dự áp này khuyên thà bởi chìa bà rốt bà sqoa chẳng hai cầm hôn kê dự áp cứ miễn xa khá chẳng năng khăn ông tu tèm bà tê kèm bà chìa cứ dương miễn tèm bà đá khát rì chân ní krong tật ốc đọc pram gần lại nhảy nọ bà chẳng hai bật bánh này khuyên thà miễn ca cho ruông bì xa tình nạ chân chẳng có co đòi chọn đăng thả tá kê dự áp chìa vầy bà nên kê dự áp nó có miễn ca chiều bà này thà chiều bà người ta chiêu chưa phải giao mà người ta tinh sức à à chi và cầm mà người ta ca để ca tinh sức vừa chi và cầm nó cứ miên của mặt mũi cứ khang ra mình tên là sao khi chỉ áp miên chấp bắp tầm lọp tầm tới đòi miên ca là nhát pi đi là thả bao dương này thằng xuống để chỉ cầm tiền và ăn nhà đòi đồ xì dòng tầm tới hay sọp chấp bắp mình miên ca cây bần lọp ấy chấp pi chấp việt tế à ta ca prạ cứ tiệm hay nóng nút có khi chủ áp sầm rùa ca nghe chỉ chân trong bộ tề chân đại trong yộc và tè đầy plong đầy dùn một tô và
tới bệnh chăm và ban này thật có xâm rùa là ai càng nghĩ rằng ban nó luôn chẳng hãy bạn khai dụ áp miệng chứ mùa là bay là cái hợp tập brand này mùi màn ai chờ rộng này là ban này tìm rộng đồng bình cả đôi chí tu tiêu một tí cảm chí cứ khai dụ áp và bạn chui chùm rộng chùm rán dạng chân đó là tê chun và tê chun được chiếc nhân lọc lực lãng vì càng lực môn chẳng hả miệng tê chun mà nẹ và tại vì nhóm ngọt quạt ra thà mình bắt chấm chân chú quạt tê chỉ mật phẹt và bỏ tê quạt thà quạt sở bài chất và quạt tới một tê kế làn quạt ọt hiền tục đằng tê và lại chào quạt lối quạt vô tận đạn nó khai dụ áp và chạm vô lối và rồi hai quạt miệng cầm đất thà mà nhưng thà hai đấy bạn chân này anh vô tận đạn chẳng có than là pro than là p đẹp cho mình nợ té khi ông vô là bỏ đi tới đặt mình chăm nợ khi dụ áp nợ p đẹp cho mình lập một vinh khi dụ áp bàn thay là xa là anh còn ở miền bắc là gì bạn còn tái bớt dân thì con đặt nợ té con ai bạn bạn và ai miền bắc nhá chào lui chào plon chào co nhớ chào lui co vô từ ai xây bạn còn tái bờ con vô từ bị chấm thì mòn con màu vinh con vô ca phe tinh túi miền tây bắc nhá bạn chấm con chấm nấy bao đây ta còn vì ăn không bị nhà từ tam tiệp sai xem đây là tôi bắt chả nhà ấy mà tại nhà vô lôi lúc quạt tha mình bỏ cọt đây chuồn cá làn kia một bát cột làn bỏ cọt tì mùi tì pí chuồn cá bát stop rồi còn stop rồi còn chia rồi còn chọn xin bỏ cọt bát và sau là chọn lâu và chẳng vì chia ca mỗi đời thưa ấy khi cho bạn thưa ấy tầm nốt chất đó là tệ chuồn chỉ trắng đã quạt sầm lăng hơn ចឹងប្រសិនបើជាអតិជនចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមរកស៊ីឬក៏ចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនKJUAP បាទសូមសំណាក់ដំណងបាទសូមសំណាក់ដំណងទៅកាយលក្ខណៈរបស់KJUAP ដែលមានលេខ0157 6៦៦ 6៦៥បាទតេឡហ្វូនទៅកាយលក្ខណៈទៅយើងនឹងដឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទហើយអញ្ចឹងជាបរិវត្តឃើញថាមានទំនុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថា ពេលចេញទៅណាទៅណីយករបស់ទ្របទៅដាក់ប្រចាំទៅដល់បានការប្រាក់បានទៀតហើយអូការប្រាក់ទៀតហើយបានន័យថាវាមិនខុសពីការជួលគេមើលទេបាទក៏ប៉ុន្តែវាមានសម្បត្តិភាពជាងបាទបាទប្រចាំនៅខេត្តយុវមានសម្បត្តិភាពជាងមិនថាម៉េចឡានរបស់គាត់ក៏ចក់នៅណានៅនឹងថ្មីចេះដដែលអត់មានបាត់ដដែលទេព្រោះក្រុមហ៊ុនគេថែឲ្យគេអត់ខ្លាចខ្លាចបាត់បង់ឬក៏ខ្លាចខូចកិត្តិយសគេឲ្យតែ ແລະហើយចឹងព័ត៌មានអត់នេះដោយប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយខ្ញុំបានជូនដំណឹងមិញហើយថាបើសិនជាចង់បានព័ត៌មានលម្អិតឬក៏ចង់ចាប់ដៃគូឬក៏ទីនប្រេនឆាយពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសូមតាក់ទងទៅការលេខទូរស័ព្ទ0176765